Một con lạc đà to có thể uống tới 113 lít nước trong 13 phút. Chúng có thể tồn tại được 6 tháng mà không cần uống. Lạc đà thực chất không chữ nước trong bướu của nó. Bướu của nó chứa chất béo có thể chuyển hóa thành nước và năng lượng khi cần thiết. Bằng việc sử dụng những chất béo này mà những con lạc đà có thể tồn tại được 6 tháng mà không cần thức ăn hay nước uống. Lạc đà một bướu nặng từ 300 đến 600 kg trong khi lạc đà hai bướu nặng từ 300 đến 1.000 kg. Lạc đà có khả năng chạy với vận tốc 65 km/h trong thời gian ngắn và duy trì vận tốc 40 km/h. Tuổi thọ trung bình của lạc đà là 40 đến 50 năm. Lạc đà có khả năng điều chỉnh nhiệt độ cơ thể, cho phép chúng chịu được cả nhiệt độ cao ban ngày và lạnh vào ban đêm trong môi trường sa mạc.